Cô Thoa xin chào tất cả các ba mẹ và các con. Ngày hôm nay cô Thoa sẽ hướng dẫn ba mẹ và các con quay video ở trên TikTok để tham gia cuộc thi lồng tiếng Santa Halloween Boy Challenge. Bước đầu tiên thì ba mẹ và các con sẽ vào ứng dụng TikTok. Sau khi vào ứng dụng TikTok thì actually ba mẹ comes sẽ vào thanh công cụ tìm kiếm. Ba mẹ sẽ vào thanh công cụ tìm kiếm và gõ Santa 2017 Ready, thì sẽ ra 3, biểu tượng 2, logo của trung 1, tâm. go. Hey there, everyone. It's almost Halloween, the spookiest time of the year. Trong kênh của Santa thì sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn các con học. Ngoài ra thì cũng sẽ có các cái video hướng dẫn con đọc tham gia cuộc thi lồng tiếng. Sau khi ba mẹ vào được kênh của Santa rồi thì ba mẹ sẽ chọn cái video ở các cái cấp độ của các con tham gia dự thi. Ở Santa hiện tại thì sẽ có 3 cấp độ mầm non, cấp độ tiểu học và cấp độ trung học cơ sở. Cấp độ mầm non thì sẽ được gọi tên là Kindergarten cho học sinh một lớp mầm non. Ở các lớp như là San 1, San 2, San 3, San 4, San 5 và San 6 thì sẽ quay video ở cấp độ mầm non. Cấp độ thứ hai đó là cấp độ tiểu học. Cấp độ tiểu học thì sẽ có tên gọi là Foundation dành cho các lớp Smart Kid 1, Smart Kid 3, Smart Kid 4 và Super Kid. Lớp trung học cơ sở thì sẽ có tên gọi là Academic dành cho các lớp như là Super Kid 1, Super Kid 4 và Super Kid 2 và lớp Leader Kid. Sau khi ba mẹ sẽ khi mà ba mẹ đã biết được cái cấp độ của con thi ở cái cấp độ nào thì ba mẹ sẽ vào lựa chọn video ở cấp độ đó. Ready, 3, 2, thì cô Thoa 1, hướng dẫn go. Ba mẹ chọn lựa chọn video ở cấp độ mầm non, đó chính là Kindergarten. Thì ba mẹ vào cái video Duet Halloween, có cái dòng chữ Duet Halloween Kindergarten ạ. Thì ba mẹ lựa chọn vào đó và sau đấy thì sẽ bấm nút chia sẻ. Khi mà bấm nút chia sẻ thì sẽ hiện ra thanh công cụ ở bên dưới. Ready, 3, 2, quảng cáo lưu 1, video, go. Dàn diễn viên quảng bá và Duet ạ. Cái thứ 5 đấy ạ, Duet thì ba mẹ sẽ bấm vào Duet. Sau khi ba mẹ bấm vào Duet rồi thì nó sẽ hiển thị trên màn hình như vậy. Sau khi hiển thị cái màn hình Duet như vậy thì ba mẹ có thể chọn và các con có thể chọn hiệu ứng. Ở trên TikTok thì có rất là nhiều hiệu ứng. Ví dụ như cô Thoa, ví dụ có thể là cái chủ đề Halloween thì ba mẹ có thể tìm hiệu ứng Halloween. Sau khi mà bấm Halloween và tìm kiếm thì có rất là nhiều hiệu ứng. Và cô Thoa lưu ý với ba mẹ và các con một số cái điểm lưu ý là các con không nên lựa chọn các cái hiệu ứng quá rùng rợn này, hoặc là hiệu ứng mà bị che hết mặt, biến dạng mặt của mình thì các thầy cô giáo cũng như là mọi người theo dõi video của các con cũng không thể nhận ra được các con. Do vậy là ba mẹ và các con lưu ý là chỉ chọn những cái hiệu ứng nó đơn giản và hóa trang rất là đơn giản thôi để có thể là nhận dạng được các con. Sau khi mà ba mẹ và các con đã lựa chọn được cái hiệu ứng mà mình yêu thích cũng như là phù hợp với video của mình thì ba mẹ sẽ bấm vào quay ạ, vào màn hình để quay ạ. Ready, 3, 2, 1, bấm vào go. Thì sẽ có một có các cái dòng chữ hiện ra chạy ở trên màn hình thì các con sẽ cố gắng đọc theo dòng chữ chạy trên màn hình đúng phát âm này, có cái sự trôi chảy và sự tự tin ở trong video để có thể là đạt được cái điểm số cao nhất trong cái phần điểm của ban giám khảo, đó chính là điểm chuyên môn ấy, là sẽ do Santa chấm. Ready, 3, 2, 1, go. Quay video xong rồi thì ba mẹ sẽ đăng cái video này lên trang kênh TikTok của mình với các cái nội dung hashtag như là Santa này, Santa Trường Yên này và hashtag Halloween Boy Challenge. Đây là ba hashtag mà bắt buộc phải có trong nội dung video của các con khi mà tham gia dự thi. Ngoài ra thì các con, ba mẹ có thể ghi tên của con và lớp của con ở trên cái phần mô tả để có thể đăng lên video. Sau đó thì sẽ bấm đăng video ạ. Chào Nhung Nhung, một câu hỏi rất là hay. Đấy thì ba mẹ vào hồ sơ của cái trang kênh của mình và lưu cái video. Ready, 3, 2, 1, go. Video. Thì ba mẹ vào vào cái phần 3 chấm, sau đấy là lưu video về máy. Sau khi lưu video về máy rồi thì ba mẹ và các con sẽ quay trở về màn hình chính và bấm vào trang cả Facebook của mình.
Khi mà vào Facebook cá nhân của mình rồi thì ba mẹ sẽ đăng cái video vừa rồi về lưu về máy đấy ạ. Đăng video vừa rồi lưu về máy, sau đấy thì sẽ tạo bài viết này, phần tạo bài viết tiêu đề, phần tiêu đề thì ba mẹ sẽ để cho cô Thoa, đó chính là cuộc thi lồng tiếng Halloween tại San Santa. Phần mô tả thì ba mẹ sẽ ghi họ tên của con này, họ tên của con này, lớp này và ba hashtag chính của cuộc thi, đó chính là San Santa Halloween Voice Challenge và San Santa Trường Yên. Sau đấy thì ba mẹ sẽ tắt San Santa Trường Yên, tìm kiếm San Santa Trường Yên và tắt San Santa Trường Yên vào và đăng lên trang Facebook cá nhân của mình với lời kêu gọi mọi người, kêu gọi cô dì chú bác, kêu gọi mọi người là chia sẻ, like, share cái bài viết của bài thi của các con. Và một lượt like là sẽ bằng một lượt like là bằng 1 điểm, một lượt comment là bằng 2 điểm và một lượt share là 3 điểm. Do vậy là ba mẹ cố gắng kêu gọi mọi người chia sẻ nhiều nhất có thể để con có thể là tiến gần tới cái phần thưởng, cái giải thưởng trong cuộc thi lần này. Vừa rồi thì cô Thoa đã hướng dẫn ba mẹ và các con tham gia cuộc thi lồng tiếng Halloween Voice Challenge. Và ba mẹ hãy cố gắng kêu gọi mọi người để chia sẻ tương tác bài của các con nhiều nhất có thể để giành cơ hội nhận giải cao nhất trong chương trình lần này nhé. Và cô Thoa xin chúc ba mẹ và các con có một mùa Halloween thật nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui ạ. Bye bye!